Hello, xin chào quý chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe Sonic này, Rider này, Sightseer này và một số dòng khác ha. Anh chị và các bạn mình chịu khó mình tham khảo kỹ trong clip này ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Như sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mình Như ạ. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh xe máy giá rẻ ha. Thì ngày hôm nay Như đang có mặt tại cửa hàng xe máy Thái Oanh. Địa chỉ của cửa hàng của Như đang nằm gần chợ Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương ha. Ngày hôm nay Như sẽ giới thiệu cho các bạn dòng xe Tycoon. Bên cạnh đó thì Như sẽ cập nhật lại giá xe của gần và giữa cuối tháng 9 cho các bạn cùng biết luôn ha. Thì đầu tiên là Như sẽ giới thiệu cho các bạn dòng xe Sonic. Mẫu kế bên Như đang là màu trắng đen mâm đen luôn. Màu này là bên Như sơn độ bơ lê lên cho các bạn. Hiện tại là trắng đen mâm đen, nguyên full trắng đen thôi các bạn, không có màu nào khác hết. Thì mẫu này bên Như đang dao động tầm 57 triệu thôi các bạn. Bạn nào mà mua trả góp thì chỉ cần trả trước Như tầm khoảng 8 triệu trở lên là mang em xe này về được rồi ha. Rồi, đối với mẫu xe này chỉ cần đủ 18 tuổi mang theo chứng minh hoặc là căn cước công dân là mang xe về được rồi ha. Bên cạnh đó những mà bạn nào á mà muốn lấy cầu quầy gốc về luôn thì các bạn có thể trả trước Như tầm khoảng 20 đến 22 triệu rồi các bạn có thể mang cầu quầy gốc về ngay tháng đầu tiên của kỳ đóng tiền đầu tiên luôn ha. Thì hiện tại hình thức trả góp thì bên Như có nhiều lắm. Các bạn hãy xem hết clip của Như để Như hỗ trợ cập nhật lại giá xe với lại hỗ trợ báo giá cụ thể cho các bạn. Bên cạnh đó thì Như sẽ nói một chút xíu về cái phần lãi suất cho nên các bạn cứ an tâm ha. Rồi, bên cạnh em Sonic màu trắng thì lại có em Sonic màu vàng. Màu vàng cũng là mâm đen ha các bạn. Tại vì thường không biết Như thấy là các bạn hay nói là thôi chị cứ để mâm đen cho em đi xong rồi em về em thích sơn màu nào đó thì em sơn. Thì hay vậy. Thì màu vàng đi chung với tem đỏ với lại tem đen luôn. Thì mẫu này cho màu vàng nó là màu vàng đen cho nên khi mà các bạn ra giấy tờ thì các bạn không cần phải lo vấn đề là không trùng màu với cầu quẹt nữa. Tại vì khi mà lên cầu quẹt thì bên Như đã bao trọn gói về cái phần đổi màu lẫn giấy tờ biển số cho các bạn luôn rồi cho nên các bạn an tâm ha. Hiện tại là mẫu Sonic này thì bên Như cũng dao động tầm khoảng 57 triệu thôi các bạn. Đối với dòng xe Sonic này hoặc là tất cả các dòng xe luôn thì bên cửa hàng Như khi mà các bạn mua trả trước 50% của giá trị xe thì các bạn sẽ tự làm biển số giấy tờ được luôn. Cho nên các bạn cứ an tâm về vấn đề này ha. Đây, bên cạnh những cái màu sơn độ thì bên Như lại còn những cái màu sơn green như thế này. Thì cái này là bên hãng nhập về luôn thôi các bạn. Tại vì cái này là để nguyên green luôn, không độ một thứ gì hết. Các bạn không thích màu độ thì các bạn có thể lấy màu green này về. Các bạn chạy chán rồi các bạn có thể độ lên màu khác cũng được. Thì giá đang dao động tầm khoảng 57 triệu thôi. Nói chung là Sonic bây giờ đang gọi là hàng hiếm. Nhưng mà giá thì cực kỳ ưu đãi lên cho nên các bạn tranh thủ mua xe trong tháng này để được giá cực kỳ ưu đãi ha. Bên cạnh mà các bạn khi mà mua xe thì các bạn liên hệ với Như á để được hỗ trợ 1 triệu tiền xăng nè. Bên cạnh hỗ trợ 1 triệu tiền xăng thì giá xe đang hỗ trợ giảm giá 2 triệu nữa. Các bạn nhớ là hãy liên hệ với số điện thoại của Như có ghi bên dưới màn hình hoặc là các bạn kết bạn với số Zalo để Như hỗ trợ các bạn cụ thể hơn ha. Rồi. Giờ Như sẽ đây là hai em Sightseer được độ màu luôn. Đây là hai em màu xanh. Nói chung là màu xanh thì cực kỳ dễ độ luôn. Các bạn thích màu xanh gì độ màu xanh đó. Thì bên cạnh màu xanh dương, màu xanh lá thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt, màu xanh kết hợp với xanh lục bảo hoặc là kết hợp với tem màu đỏ, tem màu trắng gì đó. Thì tùy các bạn thôi, các bạn thích màu nào thì bên Như vẫn hỗ trợ độ màu cho các bạn được cho nên các bạn cứ an tâm ha. Thì hiện tại Sonic những màu sơn độ luôn bên Như đang bán đồng giá là tầm khoảng 57 triệu thôi các bạn. Còn màu green thì cũng đồng giá luôn tầm khoảng 57 triệu thôi. Nói chung là giá Sonic của tháng này thì cực kỳ ưu đãi nhưng mà giá xe lại là giá xe thấp nè. Rồi bên cạnh đó thì hàng đang hiếm đó cho nên các bạn tranh thủ mua xe ha. Đặc biệt là dòng Sonic là đang gọi là cháy hàng luôn các bạn. Đây. Đây là Như có một em xe cũng là gọi là màu green luôn. Màu đen nhám đi chung với mâm màu đỏ. Thì hiện tại mẫu này bên Như dao động là khoảng 57 triệu. Bạn nào mua trả góp thì cũng như Như nói là chỉ cần mang theo chứng minh hoặc là bằng lái, lộn chứng minh hoặc là căn cước công dân. Bên cạnh đó thì các bạn có thể trả trước cho Như kèm theo 8 triệu là mang xe về được rồi ha. Bạn nằm ở xa quá thì bên Như có hỗ trợ tiền xăng. Bên cạnh đó thì các bạn kết bạn Zalo đi, Như sẽ hỗ trợ gửi định vị và địa chỉ cho các bạn. Khi mà các bạn lên cửa hàng thì sẽ tìm đường dễ hơn. Hoặc là các bạn cần tới cửa hàng cứ gọi Như, Như sẽ hỗ trợ nhân viên ra đó các bạn ha. Rồi, giờ Như sẽ giới thiệu cho các bạn dòng xe Sightseer. Cái này là Sightseer chính hãng ha. Sightseer chính hãng hiện tại mẫu này thì bên Như chưa có tích hợp lên đèn nhanh. Mẫu này thì bên Như đang dao động giá tầm khoảng chính hãng là tầm khoảng 51 triệu đến 52 triệu tùy màu thôi các bạn. Chính hãng thì các bạn cũng trả ngang ngửa với Sightseer thôi. Trả trước tầm khoảng 5 triệu là mang xe về được rồi ha. Đối với mẫu này, đây là 51 triệu. Bên Như có hỗ trợ tích hợp đèn nhanh trước sau luôn. Mẫu này cũng là em Sightseer chính hãng luôn các bạn nhưng mà cái này bên Như đã hỗ trợ tích hợp lên rồi. Tích hợp đèn nhanh trước, đèn nhanh sau. Có cả cái bảng tên giống có cả bảng tên giống như là Sightseer nhập khẩu luôn các bạn. Có cả bảng tên này luôn ha. Thì các bạn thích thì bên Như sẽ hỗ trợ gắn vô em xe này cho các bạn luôn. Nói chung là các bạn thích gì thì bên Như đều hỗ trợ hết. Thì
Bên cạnh đó thì bên Như có hỗ trợ giảm giá định vị là 50%. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn gắn phụ kiện ví dụ như là gác ba ga, chống đổ, gác nước, gác chân gì đó thì bên Như có hỗ trợ giảm giá 30% cho các bạn khi mà các bạn lên mua xe liên hệ với Như ha. Rồi, đây là em xe Raider ha. Raider thì hiện tại mẫu này là màu xanh xám đen. Thì hiện tại mẫu nào mà Như thấy là có màu xanh thì các bạn chuộng nhiều hơn. Tại vì khi mà các bạn mua xe mà màu xanh á thì các bạn có thể dễ dàng độ lên màu khác được. Tại vì cọc quạt màu xanh thì các bạn thích màu xanh nào các bạn có thể độ lên màu xanh đó. Giá xe đang dao động từ khoảng 48-49 triệu tùy màu. Cả chức Như tầm khoảng 5 triệu là mang xe về được thôi các bạn đối với dòng xe Raider này. Rồi, đây lại là một em xe Raider này cũng giống màu với chiếc Sachia tư nhân chính hãng hồi nãy thôi các bạn. Raider này thì mình đang dao động là khoảng 48-49 triệu tùy màu thôi. Thì Raider thì bên Như cũng hỗ trợ tích hợp nhanh trước sau vô cho các bạn luôn. Nói chung là các bạn có thích đổi lên đuôi Sachia thì bên Như sẽ hỗ trợ đổi đuôi Sachia. Thì tiền phụ đó thì bên Như sẽ hỗ trợ vào tiền trả góp, hoặc là các bạn có tiền mặt thì các bạn có thể trả trước cũng được. Không thì các bạn có thể để vào phần trả góp luôn cũng được ha. Đây là em xe Sachia. Sachia thì hiện tại mẫu này là mẫu tư nhân ha. Mẫu này bên Như đang đổi lên màu 3D, màu xanh lá kết hợp với tem màu trắng. Thì hiện tại là các bạn thường thường là hay thích màu xanh đó. Bên Như đang dao động tầm khoảng 57 triệu thôi các bạn. Đối với dòng Sachia thì các bạn trả trước thấp hơn dòng Sunix một chút xíu. Đối với Sunix thì các bạn trả trước tầm khoảng 8 triệu. Còn Sachia thì các bạn có thể trả trước tầm 5-7 triệu là mang xe về được rồi ha. Thì giấy tờ thì cũng chỉ là chứng minh hoặc là căn cước công dân. Bên cạnh đó thì bạn nào bổ sung thêm được bảo hiểm y tế hoặc là bằng lái xe thì Như sẽ hỗ trợ làm gói cọc nguyện gốc cho các bạn. Và bên cạnh đó thì có lãi suất thấp luôn ha. Rồi, đây lại là một em xe Sachia độ màu. Thì mẫu độ màu này bên Như đang độ lên màu xám đen đỏ. Thì hiện tại mẫu này là bên Như đang đổi màu sẵn rồi. Bạn nào mua xe thì giấy tờ còn vậy các bạn cứ an tâm ha. Thì Sachia này bên Như đang dao động là 57 triệu. Bạn nào mua xe chạy trước Như tầm 7 triệu là mang xe về được rồi ha. Đây cũng là một em Raider. Raider nói chung là mẫu màu xanh này gọi là giờ hiếm hàng đó các bạn. Tại vì lâu lâu mới nhập về được hàng thôi. Cho nên là bạn nào mua xe thì nhanh tay lên. Sachia độ màu lên màu xanh thì rất là nhiều. Cho nên bạn nào mua xe thì bên Như sẽ hỗ trợ tích hợp nhanh trước sau. Bên cạnh đó thì các bạn thích màu nào các bạn cứ gửi hình qua Zalo cho Như. Như sẽ hỗ trợ độ lên màu trước cho các bạn. Khi nào mà các bạn lên hoặc là màu sơ đậu rồi á thì các bạn có xe sẵn các bạn chỉ việc lấy xe mang về thôi, chứ các bạn không cần phải lo về việc mà không có xe mình thích hoặc là các bạn lên mà không có màu nữa thì khỏi ba lo về vấn đề đó ha. Thì Raider mẫu này bên Như đang là 48 triệu thôi. Chạy trước theo Như tầm 5 triệu là mang xe về được rồi ha. Ok. Qua bên M155 anh. M155. M155 thì cái này bên Như trưng điển hình hai mẫu thôi ha. Tại vì nói chung là cửa hàng bán thì màu nào cũng có và phiên bản nào cũng có. Cho nên bạn nào mua xe thì cứ gửi qua Zalo cho Như đi, Như sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể ha. Hai phiên bản này, mẫu này là mẫu giới hạn nè. Giới hạn thì bên Như đang dao động tầm khoảng 48-49 triệu 500 tùy màu thôi các bạn. Còn đối với mẫu M155, mẫu cao cấp này thì bên Như đang dao động tầm khoảng 46-48 triệu tùy màu ha. Thì nói chung là Exeter các bạn có thể trả trước như tầm khoảng 5 triệu là mang xe về được rồi. Exeter thì bên Như cũng hỗ trợ độ màu lên cũng giống như mấy dòng xe kia thôi. Thích màu nào thì bên Như sẽ hỗ trợ độ lên màu đó. Giá đang dao động từ 46-49 triệu 500 tùy phiên bản. Bạn nào mà mua xe, giá xe đang giảm giá 2 triệu bên cạnh đó thì liên hệ với Như sẽ được hỗ trợ 1 triệu tiền xăng nữa hay các bạn. Rồi ok, thì đó là giá xe á. Mình vừa cập nhật lên thì các bạn ha. Thì các bạn mình muốn mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình liên hệ với em Như nha mọi người. Số điện thoại thì mình để trực tiếp trên màn hình đó. Cảm ơn mọi người đã xem clip á. Xin chào và hẹn gặp lại.